Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành với bản tin Tiêu điểm thị trường trong buổi trưa hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây số ca mắc sốt xuất huyết liên tục tăng, khiến người dân vô cùng lo ngại và tìm cách để tiêu diệt muỗi. Tác nhân gây ra dịch sốt xuất huyết này, với sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ, ngoài những biện pháp diệt muỗi truyền thống thì hiện nay, trên thị trường đã xuất hiện nhiều dòng sản phẩm diệt muỗi ứng dụng công nghệ hiện đại với hiệu quả bắt muỗi rõ rệt hơn cùng nhiều tính năng hữu ích an toàn, thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Thưa quý vị, mùng màng, kem chống muỗi, bình xịt hay là giang muỗi là những cái vật dụng để sử dụng phòng chống muỗi lâu nay. Tuy nhiên, việc sử dụng chúng thì vẫn còn những cái nhược điểm, thậm chí là ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng. Một giải pháp được xem là an toàn, tiện lợi và hiệu quả đó là sử dụng những cái sản phẩm như là đèn bắt muỗi hoặc là vợt muỗi như thế này. Đây được xem là bước tiến trong việc phòng chống muỗi để ngăn ngừa bệnh sốt xuất huyết hiện nay. Thay vì sử dụng nhang muỗi và bôi kem chống muỗi, chị Thủy và gia đình không còn lo bị muỗi đốt nhờ có vợt bắt muỗi thông minh. Với thiết kế bắt mắt cùng tính năng diệt muỗi hiệu quả an toàn, những chiếc vợt như thế này đang được sử dụng khá phổ biến ở các hộ gia đình. Kể từ khi là mình xài cái vợt muỗi này á, mình thấy rất là tiện lợi, vừa có thể là cầm đi, mang đi theo tất cả các nơi trong nhà. Với lại nhà mình có em bé nhỏ nên là mình thấy cũng an toàn, tiện lợi hơn. Cái vợt muỗi này thì là sẽ không bị điện giật. Đa số các loại vợt muỗi trên thị trường hiện nay không có tính năng xả nhanh dòng điện hoặc chỉ xả điện sau 30 giây đến hơn 1 phút. Điều này tiềm ẩn rủi ro giật hoặc sốc điện nếu người dùng vô tình chạm tay vào vợt. Tuy nhiên, với vợt bắt muỗi công nghệ mới này, vợt sẽ tự động xả nhanh dòng điện chỉ trong 5 giây sau khi tắt. Điều này giúp hạn chế tình trạng giật điện khi chúng ta sơ ý chạm vào lưới vợt. Ngoài ra, một thiết bị khác cũng đang thu hút người dùng, đó là đèn bắt muỗi. Đèn sẽ phát ra ánh sáng thu hút muỗi và côn trùng. Chỉ cần đặt đèn ở vị trí phù hợp và bật sáng, sau một thời gian, người dùng sẽ thấy khả năng diệt muỗi hiệu quả của thiết bị này. Đèn nó tự động bắt muỗi cho mình thì nó vừa đỡ tốn công sức mà đỡ tốn thời gian, mà trong nhất là trong thời buổi mà dịch sốt xuất huyết hành hành như này thì mình cảm giác an tâm hơn rất là nhiều khi mà trong quá trình sinh hoạt. Được trang bị hai bóng đèn LED này, có công suất rất là thấp và tiết kiệm điện và phát ra cái tia UVA có bước sóng chuyên dụng, bước sóng có thực sự thu hút muỗi. Khi mà muỗi cảm thấy được cái ánh sáng cái bước sóng này, muỗi sẽ lập tức bay vào. Bên trong của đèn có những cái lưới điện và lưới điện này sẽ tiêu diệt muỗi, không chỉ muỗi mà những cái loại côn trùng khác mà bị thu hút bởi ánh sáng cũng bị chết ở đây. Và sau đó rồi muỗi khi chết thì muỗi sẽ rơi vào cái khay gọi là khay đựng xác muỗi ở đây, và những cái khay hay là những cái lưới này mình đều có thể là dễ dàng gỡ ra và vệ sinh. Với sự nghiên cứu và cải tiến không ngừng, các nhà nghiên cứu đã cho ra đời thiết bị diệt muỗi phù hợp với xu thế, không mùi, dễ sử dụng, không nguy hại đến sức khỏe người dùng. Giá của những thiết bị này dao động từ 100 đến gần 500 ngàn đồng và mang đến lợi ích thiết thực khi mà dịch sốt xuất huyết đang căng thẳng như hiện nay. Hy vọng với những thông tin vừa rồi của chuyên mục Mua gì ở đâu hôm nay sẽ trở thành gợi ý thiết thực cho quý vị, nhất là khi dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Đến đây, bản tin Tiêu điểm thị trường hôm nay cũng xin phép được khép lại. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.